Đây chợ là bìa sữa đấy. Ui, nhìn múc đấy. Tí đang múc, em bé đang múc múc đá thì nước lên chuyển nhá. Đầy chưa? Đầy chưa? Nào, đầy rồi hả? Đầy rồi thì bỏ ra ngoài nào. Nào múc nữa đi. Bắn hết ra ngoài rồi à? Nào múc vào đây cho bố. Múc vào tay bố. Đưa thuyền đây. Nào đưa thuyền đây nào. Nào đưa thuyền đây bố. Nào đưa thuyền đây. Nào múc 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 sỏi lên thuyền. Yeah. Ấy, thuyền này. Thuyền sỏi ấy. Xong cái thuyền này sẽ chở sỏi đi xây nhà nhá. Đó. Cho tự nhiên rồi. Đấy, thuyền chở sỏi đi xây nhà. Đây chưa con? Đây rồi. Đây rồi, hết để bố chuyển ra ngoài sông để đi nhá. Đấy, chậu đỏ này. Đấy, rất bắn tung tóe. Thôi thế rồi để bố đi nhá. Nào đi, cho thuyền ở đây. Cho thuyền ở đây đi xây nhà cao tầng. Ôi trời ơi. Cho thuyền ở đấy chứ nhỉ, cho thuyền đấy cho nó nổi lên chứ nhỉ. Đây cho đây. Đó. Đó. Thôi để bố đi nhá. Nào bố đi đây. Ai à, thuyền đấy. Thuyền ơi chở đá đi đến công trường đấy. Đấy, thuyền đang chở đá này, đấy. Có thêm đấy, đúng rồi, đi thôi. Đổ hết ra cả. Nào, này, xúc tiếp vào đây. Đánh bùn rồi. Đánh bùn rồi. Đổ ra ngoài rồi. Xúc vào. Cho thuyền ở đây. Đấy. Đầy chưa? Đầy rồi. Đầy rồi, hãy đi nhá. Bỏ nước vào thuyền rồi đi nhá. Lấy mũi đá rồi. Nào đi vào cái hồ này nhá. Đấy, hồ màu đỏ này. Đấy, thuyền đang nổi đây, đang đi đây. Đấy, thuyền đi đây. Đi ra nơi này. Đấy. Mát quá, ôi trời ơi, thuyền đi đây. Sóng to quá, ôi. Sóng to quá. Ui, thuyền chở được sỏi nè. Sóng to quá. Ui, sóng to thế. Sóng to quá thôi. Chim thuyền này à? Chim nè. Nào thôi thế thôi nhá. Chào bye bye nhá. Tạm biệt nhá. Mai lại múc sỏi tiếp nhá.